Yo ho ho, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Ngày hôm nay trong cái chủ thử nghiệm của game lại có biến rồi anh em ạ, lại có biến rồi. Chúng ta lại chuẩn bị đón nhận những cái sự thay đổi về chất tướng, về gameplay cũng như là về các đơn vị quái rừng. Những thay đổi này có thể sẽ là tất cả hoặc có thể chỉ là một phần thôi, sẽ có ở trong máy chủ chính thức. Nhưng mà những cái video clip mà Mỡ làm như thế này cho anh em ạ, sẽ giúp cho anh em có được một cái góc nhìn nó bao quát hơn, tránh khỏi những cái bỡ ngỡ mà khi những cái nội dung này được cập nhật trong máy chủ chính thức ạ, chúng ta gặp phải. Ok, và giờ thì let's go, chúng ta sẽ cùng đi ngay vào cái nội dung đầu tiên ở trong cái video clip này nào. Cái nội dung đầu tiên cần quan tâm đến ở đây, đó chính là sắp tới, thận của chúng ta nó lại nhói đau anh em ạ. Thận của chúng ta nó lại nhói đau. Anh em có thấy nhân vật nào đây không ạ? Có đẹp không? Đẹp chứ. Thế đẹp xong thì có móc tiền ra mua không ạ? Nếu có tiền thì lại chẳng mua quá. Đấy chính là Guinevere Lady Crane, Hạc tiểu thư, hay là kiểu gọi là tiểu thư Hạc hay là quý cô Hạc ạ. Đây là cái trang phục cấp độ epic của cô nàng Guinevere. Trang phục Lucky Box có giá rơi vào khoảng từ 3.000 cho đến 4.500 kim cương, độ khoảng từ 1 triệu rưỡi Việt Nam đồng cho đến tầm khoảng 2 triệu Việt Nam đồng để mà có thể sở được cái trang phục này. Lady Crane sẽ được mở bán ở vòng quay Lucky Box vào ngày mùng 6 tháng 4 năm 2020 anh em ha. Tức là bây giờ là lên video clip là mới lên vào ngày mùng 3, tức là vào khoảng thứ 2 tuần sau. Đây là một cái trang phục có thể nói là về chủ đề chim hạc. Với hiệu ứng như thế nào thì tùy anh em đánh giá ha. Mỡ thấy rằng là cái trang phục này nó giống với Estate Bạch Hạc nhưng mà cao cấp hơn về hiệu ứng kỹ năng cũng như là cái đồ họa hiển thị hình ảnh ở trong game. Liệu anh em sẽ mua cái trang phục này của Guinevere chứ? Hãy để lại comment ở bên dưới video clip này để cho mỡ biết ha. Ở bên cạnh đó này, skin Bellerix Special cũng sẽ được ra mắt vào 2 ngày sau đó, tức là ngày mùng 8 tháng 4, với mức giá là rơi vào khoảng 749 kim cương, được giảm giá đi thì chỉ còn 500 mấy kim cương mà thôi, tức là khoảng 250.000 Việt Nam đồng, 250.000 Việt Nam đồng. Đó là những cái thông tin về trang phục ha. Giờ thì chúng ta có hai thông tin tiếp theo này, đó là về chỉnh sửa tướng và chỉnh sửa chiến trường. Item này lọ chai, anh em thích nghe cái nào trước ạ? Ok, thôi thì chắc là Mỡ sẽ chọn hộ anh em ha. Chỉnh sửa về chiến trường trước, bởi vì chiến trường nó có nhiều cái thông tin nó hot 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 lắm anh em ạ. Đây nè, đầu tiên đó là giảm sức mạnh của bùa đỏ theo thông số như sau. Đó là giảm sức mạnh bùa đỏ ở ba cái vai trò xạ thủ, pháp sư và hỗ trợ. Sát thương vật lý cộng thêm sẽ bị mất đi 20%, từ 80% xuống chỉ còn đó là 60% mà thôi. Thế là xong anh em ạ. Thế là xạ thủ khóc tiếng mán toàn. Tiếp theo, đó là ba vai trò còn lại: sát thủ, đấu sĩ và tanker đỡ đòn. Sát thương vật lý cộng thêm của ba vai trò này khi có bùa đỏ ấy sẽ giảm đi cái nhẹ, từ 50% xuống chỉ còn đó là 40% mà thôi. Đây là một cái chỉnh sửa chí mạng lên những cái vị trí xạ thủ mạnh nhờ vào cái bùa đỏ này, và cũng là cơ hội để chất tướng cơ động bên vai trò sát thủ bứt phá, đưa game quay trở về đúng quỹ đạo mà Moontoon muốn, thời đại của sát thủ ở Meta Season 16 anh em ạ. Bên cạnh đó này, cũng ở trong cái phiên bản này, trang bị mặt nạ đảo đường, cụ thể ở đây là cái mặt nạ 850 vàng, cái mặt nạ sắt ý, nó sẽ được giảm giá đi 100 vàng anh em ạ. Giờ mặt nạ sắt chỉ còn đó là 750 vàng mà thôi. Chi phí nâng cấp cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng. Và nếu như mà mặt nạ sắt đã được giảm giá thì mặt nạ các cái cấp độ cuối cũng được giảm giá hàng loạt luôn anh em ạ. Ba cái mặt nạ kinh hoàng này, mặt nạ dũng sĩ cũng như là mặt nạ ảo ảnh đều sẽ được giảm giá đồng loạt đi, chỉ còn đó là 1.600 tổng tiền mà thôi, so với 1.750 vàng như trước đây. Rồi, một cái thông tin cực kỳ thú vị tiếp theo đây này, đó là Moontoon ở trong bản cập nhật sắp tới đã tối ưu hóa tiến trình sức mạnh tướng, kiểu chúng ta hay còn gọi là top tướng, rồi top khu vực, xong rồi top quốc gia, top thế giới á, kiểu là như vậy anh em ạ. Đó là sức mạnh đường phố, thứ mà chúng ta nhận được khi mà giành chiến thắng bởi tướng tù của mình trong những trận đấu xếp hạng. Và dưới đây là một số cái thay đổi liên quan đến những cái gọi là top top này như sau này. Thứ nhất, sức mạnh tướng vào bảng xếp hạng đường phố trong game giờ đây sẽ chịu ảnh hưởng theo thời gian của trận đấu. Tức là nếu như mà trận đấu kết thúc quá nhanh đi hoặc là quá ngắn á, thì cái trận đấu đó chúng ta sẽ không nhận được top tướng cho dù chúng ta có thắng. Cái này anh em cần phải lưu ý nha, anh em nào kế top ý thì cũng cần phải quan tâm á. Cái thứ hai này, đó là khi mà sức mạnh tướng của chúng ta đang ở cái level thấp nhất ạ, thì sẽ có những cái số điểm cộng thêm sau mỗi trận đấu xếp hạng. Điểm xếp hạng tướng của chúng ta càng cao thì sức mạnh tướng chúng ta nhận được càng nhiều. Cái thứ ba này, đó là tiến trình thăng cấp sức mạnh tướng sẽ được bổ sung vào cho những cái người chơi ở cấp độ rank huyền thoại hoặc là thấp hơn. Và cái thứ tư, cái cuối cùng ở đây, đó là đối với những cái người chơi nào mà cố gắng bắt cặp và gặp cùng một đối thủ liên tục theo kiểu cố tình cày điểm tướng theo kiểu tiêu cực anh em,
trong một cái khoảng thời gian được quy định bởi hệ thống thì người chơi đó sẽ bị khóa tài khoản. Hành vi khóa tài khoản này được áp dụng và chúng ta sẽ không còn có thể vào game và cày tướng cũng như là điểm tướng, tốt tướng được trong một cái khoảng thời gian quy định bởi hệ thống. Theo như mỡ nghĩ, nó khá là lâu ạ. Và đó là những cái thông tin mà anh em cần quan tâm ở trong phần chiến trường, trang bị, gameplay. Và cuối cùng đó là cái chỉnh sửa về cái sức mạnh tướng để mà anh em leo rank vào top tướng, top phường, top xã, top quốc gia và top thế giới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những cái thay đổi về kỹ năng tướng ha. Hai cái vị tướng Pháp Sư Yi và xạ thủ Popol và Kupa hiện đang được chỉnh sửa về kỹ năng. Riêng cái vị tướng Pháp Sư Yi thì được đổi tên từ Yi thành Lu Yi anh em ạ. Về Việt Nam tên gì thì mỡ chịu à. Thông tin chi tiết về hai cái vị tướng này á thì mỡ sẽ làm thành một cái video clip chi tiết một khi chúng được ra mắt ở máy chủ chính thức anh em ha. Cái tên mà chúng ta cần phải quan tâm đến tiếp theo ở đây cũng chỉnh sửa về kỹ năng của tướng, đó chính là xạ thủ Hanzo. Chiêu thứ nhất của Hanzo ở dạng huyết quỷ sẽ xóa bỏ tính năng tự động mở khóa cái chiêu này khi mà Hanzo hạ gục được kẻ địch. Chiêu thứ hai của Hanzo cũng ở dạng huyết quỷ sẽ không bị ngắt bởi chiêu thứ nhất của Hanzo ở dạng người cũng như là phép bổ trợ. Điều đó có nghĩa rằng là khi mà đang thi triển chiêu hai ở dạng quỷ thì Hanzo sẽ không còn có thể sử dụng phép bổ trợ được nữa, kiểu như là cái phép bổ trợ tốc biến này, rồi thì là chảm sát hoặc là tốc hành, ví dụ là như vậy. Đối với tanker đỡ đòn Atlas, chúng ta có những cái động thái giảm sức mạnh đầu tiên đến từ cái bộ kỹ năng của cái vị tướng này. Đầu tiên, đó là nội tại của anh chàng này. Nội tại của Atlas sẽ giảm khả năng phòng thủ nhận được khi sử dụng kỹ năng của cái vị tướng này từ 64, 120 thành 45 và chỉ còn đó là 80 mà thôi, giảm cực mạnh đi khoảng 40 điểm chỉ số anh em ạ. Kỹ năng thứ hai của Atlas, cộng sinh hoàn hảo, cũng sẽ giảm thời gian làm choáng từ 1,2 giây xuống chỉ còn 1 giây mà thôi. Tổng sát thương phép cộng thêm của cái vị tướng Atlas trong cái kỹ năng này nó lại còn được tăng mạnh từ 55% lên thành 80% luôn. Và cùng với đó, sửa một lỗi hiển thị không hiển thị chính xác tốc độ di chuyển khi mà cái kỹ năng này nó đang được kích hoạt. Ở cái vị tướng Valia, chúng ta có những cái thông tin điều chỉnh chủ yếu đến từ cái chiêu 1 của thanh niên này anh em ạ. Chiêu thứ nhất của Valia sẽ giảm sức mạnh nổ lần thứ 2 của chiêu 1 từ 260, 410 xuống chỉ còn đó là 235 và 410. Tức là giai đoạn đầu game, cái chiêu thứ nhất của Valia nó sẽ yếu hơn. Và cuối game thì sát thương nó lại quay trở lại như cũ, nó vẫn vậy. Đối với sát thủ Linh, cái chiêu chọt kiếm của Linh, tức là chiêu thứ 2 á, giờ đây chỉ hồi lại máu nếu như Linh chọt trúng từ 2 mục tiêu trở lên mà thôi. Chọt một mục tiêu thì không còn hồi máu được như trước anh em ạ. Đây là một cái động thái giảm sức mạnh Linh nhẹ nhẹ đến từ nhà sản xuất Moontoon rồi ha. Đối với Camilla, giảm sức mạnh cực quan trọng của cô nàng này đó là đến từ cái chiêu thứ nhất. Chiêu 1 của Camilla giờ đây không còn tăng tốc độ di chuyển nữa. Trước đây là 25% tốc độ di chuyển cộng thêm ạ. Giờ đây là không còn cái 25% này nữa, mà thay vào đó, Camilla sẽ được tăng nhẹ khả năng hồi phục máu mỗi khi cái vị tướng này cạ hoa trúng kẻ địch anh em ạ, tăng thêm độ 25 điểm hồi máu ở giai đoạn đầu game. Ở cái vị tướng đấu sĩ Masha thì chúng ta có gì nào? Đó là tăng sức mạnh anh em ạ. Một tin vui dành cho những cái người chơi thích chơi cái vị tướng Masha ở đây, đó là sức mạnh hoang dã. Chiêu thứ nhất của cái vị tướng này sẽ được tăng sát thương cơ bản được cường hóa lên từ 40 điểm thành 60 điểm, tăng thêm 20 điểm luôn anh em ơi. Yay! Và ở cái cô nàng Hằng Nga, chiêu thứ nhất của cô bé này được tăng sát thương phép cộng thêm từ 80% lên thành 120%, tăng thêm 40% luôn. Ủa, Hằng Nga bị giảm sức mạnh ở thời gian gần đây à? Hay sao mà cái chiêu 1 này nó được búp kinh dị vậy? Rồi và chúng ta sẽ cùng đến với Selena. Chúng ta có tin buồn, cô nàng này bị giảm sức mạnh đi nhẹ nhẹ rồi anh em ạ. Chiêu thứ nhất cạm bẫy vực thẳm ở dạng người, Selena sẽ bị giảm đi sát thương cơ bản 50 điểm. Và chiêu thứ nhất ở dạng quỷ, Selena cũng bị giảm đi 50 điểm. Giờ Selena cào sẽ bớt đau hơn đi khá nhiều rồi anh em ha. Và chúng ta có ở cái vị tướng đỡ đòn Rock. Nội tại của cái vị tướng tanker hàng hiệu này sẽ được điều chỉnh lại theo thiên hướng giảm sức mạnh. Cụ thể ở đây, đó là khoảng cách từ Rock đến tường hoặc đến trụ giờ sẽ được gọi là hệ thống kiểm tra thường xuyên và chính xác hơn. Điều này sẽ làm cho nội tại của Rock nó sẽ mất đi nhanh hơn nếu vị tướng này không đứng quá gần tường hoặc là trụ. Tức là về cơ bản, Rock sẽ dễ bị ăn hiệu khống chế hơn trước đây nếu như cái vị tướng này chỉ cần đi xa tường một chút xíu mà thôi. Và cuối cùng, trong Mobile Legends ở thời điểm hiện tại có một số cái vị tướng được làm lại về các kỹ năng định hướng để mà tối ưu hóa chúng. Một số cái vị tướng đó, cụ thể đó chính là Johnson, Gilson, Rock, Helcurt và Harriet. Ở trên đây là toàn bộ những cái thông tin mà mỡ nhận được ở trong cái máy chủ thử nghiệm của Mobile Legends. Chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến Selena, phải quan tâm đến Linh. Linh cũng cần phải quan tâm anh em ha. Quan tâm đến Hằng Nga. Và quan trọng nhất ở đây đó chính là cái vấn đề về cái top tướng.
và thêm vào đó là bùa đỏ, rồi thì mặt nạ đảo đường. Đó chính là những cái trang bị cực kỳ quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến meta hiện tại. Và rất có thể khi mà những cái thay đổi này được mang ra máy chủ chính thức ý, thì sẽ có những cái gương mặt mới, sẽ có những cái chiến thuật mới ý, nó sẽ được tạo ra và nó sẽ mang đến cho cái lục địa Bình Minh này một cái hơi thở mới, một cái hơi hướng mới anh em ạ. Nếu anh em thấy cái video clip này hay và bổ ích, hãy để lại cho mỡ một like, subscribe, đăng ký kênh cũng như chia sẻ để đón xem cái video clip tiếp theo của mỡ sẽ có ha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.